là mới quýnh chồng tôi á, nó chửi chồng tôi, nó nói là anh ngu, thấy không? Anh á, con người của anh ngu, anh nghe là vợ anh, con vợ anh nó đi ngoại tình người ta, mà anh không biết con người anh ngu, là con nhỏ em chồng tôi nhỏ thứ 8 á, nó nói vậy thôi. Rồi vậy là quýnh ảnh rồi, cũng vừa quýnh rồi đó, thì đâu coi như là từ nay là cũng cả năm mấy nay là hai anh em không có ai thận cho ai hết, không có một mình cô Tám đó thôi. Chứ đúng ra thì cô Út nó đồ với gia đình là anh em người nào cũng thuận thảo hết trơn à, có một mình cô Tám đó đó. Cậu đứng lên cô nói giải định là cũng nói như kêu riêu tôi là vậy đó, nói là bả ngoại tình, ngoại tình, thành ra bả chồng bả bệnh, tôi với anh vợ chồng tôi với gia đình tôi nuôi không, chứ vợ ổng không có đi nuôi ha, nói vậy. Dạ. Là vợ không có đi nuôi. Dạ, dạ. Nói bệnh chứng nào cũng đi nuôi hết trơn à. Ha, nói vậy thành ra hô quan vậy thôi. Nói chứ đúng là vợ chồng tôi là hỏi chứ ai mà đường bà nào mà chồng bệnh mà không đi nuôi. Nói vậy á, hô quan họ nói như vậy đó. Rồi nghĩ ai chồng tôi hoàn cảnh vậy á, thì cái ảnh đã nói, nó nói là chồng tôi đi buổi sáng cái chiều về tôi đốt đồ hết trơn à. Bởi vậy nó lên clip vậy, thành ra họ kêu riêu tôi. Dạ, ghét. Dạ. Bao nhiêu họ ghét tôi dữ dằn mà, bởi dạ, các nước nào là cũng ghét tôi cái khoảng cách đó hết trơn á. Dạ. Nói vậy chịu nổi không ha. Dạ. Kêu quan tôi vậy mà nói là về chợ nói là mùng mền đồ là đốt hết trơn, không còn. Dạ. Một cái nào hết trơn, kêu riêu vậy. Bên xã hội người ta thấy và bình luận hôm nay là, cô có đốt không? Đốt đâu, tôi đốt. Dạ, dạ. Có bộ đồ một thằng chồng tôi là đốt một bộ đồ là đi lượm một điều về là một bộ thôi. Dạ. Mà dám nói vậy á. Dạ. Lý do tại sao mà chị đốt một bộ đồ đó? Bộ đồ đó là cũng như là nó mũ quá nên nó dơ đi. Dạ, giặt không có ra tôi mới đốt thôi. Dạ, cũ quá hả cô? Cũ quá, cũ nó tôi lùi. Dạ. Nha. Giờ tôi nhờ mấy chú một điều á, dính mũ á. Dạ, dạ. Giờ tôi nhờ mấy chú gỡ lại giùm tôi, câu nói giùm tôi cái đó thuận ăn. Còn nếu mấy chú lại đây, mấy chú đi với tôi. Dạ, dạ. Đi chụp hình lấy cho giùm tôi. Đây. Đàng hoàng để cho bà con thương tôi tỏ lợi chứ, để dạ, cứ lấy bên kia không rồi không có lấy bên tôi. Dạ, được. Dạ. Có bằng chứng đàng hoàng. Dạ. Dạ. Cô chú đây là vợ của chú Vũ. Dạ. Đôi dép dài đàng hoàng có đầy đủ với chú. Dạ, dạ. Cho tôi. Tôi động ngon với chú lắm, không ăn không. Đây. Dạ. Đồ ảnh đây. Đàng hoàng nè. Đàng hoàng nè. Mùng mà có tối đàng hoàng ha. Đây đồ ảnh tự nhiên đây. Đâu có món ăn cũ rồi. Dạ. Rồi. Hôm nay tao đồ cũ ảnh đi mà đem hết rồi, còn đồ mới để lại, còn ba cái đồ này còn nè. Dạ. Cái này là đồ đạc của chú của Vũ. Ảnh không? Dạ, dạ. Nha. Rồi xe qua đây. Nón nãy ảnh còn. Dạ, quần dạ. Này, cái này là cái áo ấm của tôi riêng nha. Dạ. À, xe cái này hết cho tôi, nón của ảnh cũng vẫn còn. Dạ. Ráng mấy ông ráng quần rồi, chiếu cũng đây, rồi chú chỉ cho mấy chị. Đây. Dạ, dạ. Cho đây. Cái chiếc chiếu này cũng của ảnh, tại ảnh Vũ chưa có đốt mà vẫn nói đốt ha. Dạ. Lấy điều chứng giùm tôi. Ừ. Là chiếc chiếu cũng còn đây. Chiếu còn đây. Ăn ngủ bụi giặt này, con này là của em bé nha, em bé đi học đi gì để đợi thôi. Đó, chiếc chiếc của anh à, con. Xe đạp này của ai cô? Xe đạp của nhà. Dạ, dạ. Đó, chính xác ha. Là chị chỉ đốt một bộ đồ. Một bộ đồ cũ đi lượm một điều, nó cũ thấy ghê luôn, là bị nó mũ dính. Đốt. Dạ. Một đồ thôi. Mà nhỏ em chồng nó hô quan tôi vậy. Ừ. Vậy thôi. Rồi. Vậy là chị có đốt một cái bộ đồ, một điều thôi. Chính xác, thấy rõ ràng đó. Dạ, dạ. Nó vậy thôi chứ không có gì nữa hết. À, đây thì cô bác anh chị xem, đây là những cái bộ đồ của chú. Vũ. Đây nè, thật sự là cũng còn rất là nhiều. Còn cái đống thì đó. Bữa nay là vợ của chú Vũ á, thì dẫn Phong Nguyễn cùng với anh cái Minh, anh Mạnh ở đây. Là xem. Tôi đây. Để mạng là cứ được kêu riêu tôi không, các người cũng nói là tàn tôi nè. Bởi vì thành ra. Dạ. Ai vô là tôi cũng sợ hết rồi. Tôi không bao giờ dám nói tôi làm thân mẹ đi. Dạ. Không dám nói tôi sợ á, bởi vì chuyện ít là nít xíu nhiều, tôi sợ với nó. Dạ. Chứ phải làm như đúng lời thì tôi nên là tôi khai thiệt. Còn này nói cứ người này chế người kia chế cho gọn nghiệp cho tôi. Dạ, dạ. Nó thấy cho rõ ràng ha. Rồi. Dạ. Quay đi. Vậy là à. Hết, xin hết á. Dạ. Xin hết luôn. Có thể chia sẻ em cái điều này. Giống như là cô chú á. Cô chú là rất là nhiều người nói tại sao mà giống như là có người muốn giúp cho chú Vũ ra. Giúp cho chú Vũ. Giống như là tại sao mình phải kêu người nhờ có người luật sư, nhờ luật sư để hỗ trợ cho chú Vũ. Nếu mà chú Vũ có thì đồng ý thì chú Vũ phải chịu, còn không có thì chú Vũ về bên. Dạ. Chị không, thí dụ giờ cái đó thì tôi cũng chưa tính được. Dạ, dạ. Cái đó cũng nhờ mình chờ tòa, ta cũng đang giữ ảnh trở, mình cũng không biết là sao là mình kết thúc được, mình không biết, vì mình là vợ mà trong gia đình mình cũng chưa biết được. Thôi giờ để cho tòa xử, chừng nào. Dạ. Tòa xử thì mình sẽ biết. Ở đây tụi em ghi vòng vòng hình ảnh với những cái bộ quần áo của chú ở đây.
để cho cô bác anh chị xem. À, nếu mà mấy chú làm vậy thực hành thì tôi trọng hơn mấy chú thiệt tình luôn. Chứ đừng làm như kiểu như mấy người kia nói ờ trời ơi nói vậy cái làm chó tới ra mà chửi tôi tùm lum hết trơn luôn. Bao nhiêu em đăng bấy nhiêu. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ thực tế là chị nói như cái anh nào chiều nè, hồi nãy là dí tôi tôi hết rồi luôn, tôi không dám nói mà. Chạy vô ruộng luôn, tôi không dám mà quay mặt lại luôn, chụp hình luôn theo lưng tôi mà. Có không? Có, nãy vô mà chị không chịu, cô không chịu chia sẻ. Đúng rồi, tôi sợ gần chết mà, cái chuyện tôi có bị dướng rồi tôi sợ rồi, tôi không nói nữa, tôi sợ lắm. Sợ lắm. Công an có nói mà, nếu mà mấy chú nào mà lại vô là điện công an mà. Dạ công an có biểu mà. Dạ. Quay giùm tôi đi. Dạ đây thì cô là vợ của chú Vũ thì muốn Phong cùng với mấy anh em á vô đây là quay thì muốn đính chính lại. Đính chính lại là những đính chính là chỉ có đốt có một cái bộ đồ thôi. Là chỉ đốt duy nhất một bộ đồ. Một duy nhất bộ đồ mà đứa em chồng tôi chứ đứa chết chồng tôi nó hô quang là đốt hết trơn đó. Chịu nổi không đó. Thành ra bà con nói là kêu riêu tôi là người gian thần ác độc. Dạ dạ. Thì bữa nay là cô là muốn đính chính là cái vụ việc là chỉ đốt một bộ đồ mà mọi người nói là đốt hết. Rồi. Đây là đồ của chú Vũ với cô chú. Là chị là đã gọi tụi em vào. À, chú Vũ là chắc cũng về chắc cũng ngủ trên trước không hả cô? Đúng đúng, ngủ trên trước rồi. Dạ. Đây. Để cho tụi con đi vòng vòng nha. Hôm bữa là chú Vũ ngủ đây hả? À, đây thì cô bác anh chị đây là một cái giường mà hôm bữa chú Vũ cũng nằm ở đây. Thì em cô gian nhà thì cũng nhỏ dưới quê. Dạ cũng mới. Dạ, hình như nhà ở đây là mới xây cất sao hả cô? Dạ 30-40 năm. Dạ. Dạ. Đây là cái chiếc giường mà hôm bữa xảy ra cái vụ việc đó cô bác chị. Đây thì Phong đi trong đây thì cũng rất là ngại khi mà trò chuyện nhưng mà nói cũng hơi những cái vấn đề cũng nhạy cảm á. Thì cô bác anh chị cũng thông cảm cho Phong nha. Đây thì rất là khó khi mà đi vô đây để ghi hình á. Dạ. Thì cô ngủ ở đây hả cô? Không có. Dạ. Ngủ ở trong phòng. Dạ cô ngủ trong phòng không à? Ừ. Kì. Ở dưới sao có nhà bếp nè anh Mạnh. Kì. À dưới sao? Ở dưới phía sau là cái nhà này chắc cũng lâu đợi rồi, ngồi riêng lận mà lâu rồi. Dạ dạ. Là không nổi nhà dưới nổi. Dạ. Ảnh bệnh tùm lum hết trơn. Ở đây mình ruộng đất nhiều không cô? Có nền nhà này với có công đất. Dạ, nền nhà với công đất hả? Dạ. Ở đây có địa phương hỗ trợ không cô? À, có, hỗ cho hộ cận nghèo. Dạ, hộ cận nghèo. Dạ. Đây cái nhà ở dưới đây cũng khá là sập sệ của bác chị à. Ở dưới quê. Đây là cái xung quanh mà cái gian nhà của chú Vũ á. Cô nấu canh nấu cơm ở dưới đây hả cô? Đây là phía nhà ở phía sau bếp á cô bác anh chị ạ. Đây. Thật sự là cái nhà nó cũng sập sệ lắm rồi. Này toàn những cái cây cũng lâu quá và chưa có được sửa sang lại. Dạ dạ. Đây. Cái nồi tôi ăn cái gì đây? Ở cái nồi. Nồi toàn là kiến không. Nồi này ăn thì ớn chứ. Trời. Sợ quá. Cái nồi đâu kiến không cô? Ôi. Nồi tép kiến không ạ? Trời ơi. Bỏ sao để thấy ghê quá. Kiến quá trời kiến luôn. Sợ quá trời. Cái nồi tép nó thiêu luôn à. Yeah. Quay xong mình sẽ đăng tải đúng như vậy. Thì cô bác thì Phong Nguyễn cùng với anh ở đây thì cũng sẽ đăng cái đoạn clip theo đúng cái yêu cầu của một người cô là vợ của chú Vũ. Thì muốn là giống như mà đính chính là cái vụ việc. Thì vụ việc là cô theo cô nói là do cô bác thì nghĩ cô là đốt hết quần áo thì không có còn thứ gì hết thì cô mới điện mới nhờ anh em Phong vô đây
để xem đến chính là cái vụ việc là như thế nào. Đây. Do công an chính quyền người ta điều tra. Dạ. Rồi vậy em cũng xin cảm ơn chị. Dạ. Cái để nhỏ em chồng cũng hôm qua nó nói trên chợ đó, hả? Dạ. Tôi nói vậy lên clip họ không biết, họ lên clip nó hả? Đang có em từ Cà Mau rạch giá gì tàn, thành là nói tôi ác hơn với chồng con không? Dạ. Nói vậy thành ra tôi khổ tôi, bởi vì ra ai lợi tôi không dám, dạ. Tôi sợ tôi không dám luôn, ra mặt luôn không dám nói luôn. Rồi. Dạ, cô... Tôi chạy trốn luôn, tôi thấy chưa thấy dạ. Không? Tôi chạy trốn kỹ chết mẹ tôi luôn. Dạ dạ. Mới hôm qua kia bà nào mới xuống mới quay tôi không dám nói, bà lên chợ bà chửi tôi tao rồi, bà chửi thấy sợ. Ủa con nghe cái có cái cô nào xuống đây kiếm con hả? Ừ. Trời. Tôi chạy luôn rồi không dám nói luôn á. Biết sợ không dám nói, có mặt không? Nó ổn không? Bỏ cái này. Ổn không này trên cây dừa hả anh? Rồi. Mới đi chút xíu mà quá trời luôn. Ngộ. Nó còn mà cái gì đây cạo. Nãy cỏ cô cắt về cho bò hả? Cắt hồi nãy cắt không ruộng đó chạy dưới theo chụp đó không thấy hả? Cô kêu đứng lại hỏi sợ cô có con câu mà dám nói vậy ha. Trời ơi. Trời ơi, tôi sợ chỉ chết được con đỉ, mẹ đã chồng con hoàn cảnh khổ vậy mà yeah. Còn mấy ông cô dế đừng nói xong lum la, tôi sợ không dám nói thiệt yeah. Luôn thôi thì cuối clip là cô có muốn nói gì tới một lần nữa tới cô bác anh chị không? Vậy là hết rồi, xin hết rồi đó. Dạ. Cô có muốn đến chính là nói lời nào gì không? Không. Dạ. Dạ. Thôi vậy mình cũng xin với anh Phong xin kết thúc video tại đây. Dạ. Hẹn cũng chúc cho quý cô chú nhiều sức dạ. Khỏe. Thôi thì con cũng khép clip ở đây luôn. Thì cũng dạ. Như giờ nhờ mấy chú vậy cho tôi xin clip yêu cầu nói vậy thôi. Dạ. Đừng cho bà con tin tưởng chứ để họ kêu đi tội nghiệp cho tôi. Dạ. Bao nhiêu người cũng là quy định cho tôi là xấu vậy thôi đó. Họ ghét dạ. Tôi quá trời tội nghiệp dạ. Cho tôi thôi. Không đã hiểu. Chứ em chồng tôi với nhỏ em thứ 8 đó hả? Với em chồng với anh chồng tôi hả? Ủa với anh với chồng tôi hả? Bị quýnh hai bọp tay luôn. Giờ hai anh em không có người nào thuận hết đâu luôn á. Dạ. Giờ hả đụng chuyện á thì nó thương, còn á không đụng chuyện ở nhà thì ghét. Nó vậy thôi. Dạ. Nó đụng chuyện thì nó thêm đứa bớt vậy thôi. Dạ, cảm ơn cô. Giờ nhờ vậy đó nhờ. Dạ. Nhờ xin clip đó về. Dạ. Đăng lại cho tôi chuyện cho gỡ chuyện tôi chứ tôi chính xác là có như vậy. Dạ. Rồi thôi vậy em cũng xin phép em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn cô.